Thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 12, Tiêu Chiến xuất hiện với phong cách trẻ trung tại sân bay Singapore. Tiêu Chiến trong chiếc áo sơ mi màu vàng, anh trở về nhà để chuẩn bị cho cảnh quay cuối cùng của Anh Hùng Xạ Điêu. Tiêu Chiến sẽ trở về Bắc Kinh và chờ xem có những cảnh nào cần quay bổ sung hay chỉnh sửa của bộ phim điện ảnh Anh Hùng Xạ Điêu. Sau khi hoàn thành nốt việc này, Tiêu Chiến sẽ chính thức kết thúc việc quay phim Anh Hùng Xạ Điêu và chuẩn bị nhập đoàn phim mới. Mỗi một chuyến công tác nước ngoài của Tiêu Chiến lại có thêm những thành tích mới. Anh ấy liên tục tạo nên những cơn sốt của truyền thông nước ngoài. Trong chuyến đi lần này, Tiêu Chiến và người hâm mộ đã được đăng trên báo Singapore. Truyền thông rất bất ngờ trước độ nổi tiếng quá mức của Tiêu Chiến tại Singapore. Người hâm mộ đã đứng dưới mưa để chờ Tiêu Chiến tới. Một bài báo nói rằng một số người hâm mộ đã đến sân bay lúc 4 giờ sáng và đợi suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó họ đợi thêm 4 tiếng dưới mưa cho đến khi được gặp Tiêu Chiến vào buổi chiều cùng ngày. Tiêu Chiến và những người hâm mộ của mình đã thể hiện tình yêu vô bờ bến đối với nhau. Dù là tình cảm của người hâm mộ dành cho Tiêu Chiến hay tình cảm của Tiêu Chiến dành cho người hâm mộ, tất cả đều rất nồng nhiệt. Ngoài ra, nhiều người nổi tiếng cũng chia sẻ ảnh của Tiêu Chiến trong chuyến đi này. Sáng nay, Tiêu Chiến chính thức kết thúc hành trình của mình tại Singapore và trở về Bắc Kinh, Trung Quốc. Một số tin tức gần đây nói rằng đoàn làm phim Tàng Hải Truyện là đoàn làm phim lớn nhất tại Hoành Điếm vào năm 2024. Điều này cho thấy quy mô của đoàn phim thực sự rất lớn. Các diễn viên sẽ có buổi đọc kịch bản chung trong tháng 12, sau đó họ sẽ tiến hành khởi quay vào cuối tháng. Có lẽ đoàn làm phim vẫn đang đợi nam chính Tiêu Chiến hoàn thành nốt những công việc còn lại của anh ấy trước khi nhập đoàn. Hãy cùng chờ đợi lịch trình tiếp theo của Tiêu Chiến nhé!